Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin huyện Tân Châu của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Châu lần thứ 24. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri huyện Tân Châu. Dự án đường TT794 còn 6 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Châu vừa tổ chức hội nghị lần thứ 24 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm. Đến dự có ông Võ Văn Sớm, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 44% so với dự toán. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, huyện đã phân khai trên 78% kế hoạch vốn năm 2023. Các mục tiêu văn hóa xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện. Công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Cường yêu cầu các cấp ủy chính quyền cơ sở cần chủ động các nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra trong thời gian tới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy Tân Châu vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm tuổi đảng cho 13 đảng viên. Tại buổi lễ, ông Võ Văn Sớm, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Huyện ủy Tân Châu đã gắn huy hiệu và trao hoa chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu đảng. Trong đợt này, huyện Tân Châu có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng. 1 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm và 40 năm tuổi đảng và 6 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, kiểm lâm, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện theo nghị định của chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Hồng Sang chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng trên địa bàn huyện đã duy trì và thực hiện tốt việc phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình nội địa cũng như ngoại biên, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa các lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Hồng Sang yêu cầu trong thời gian tới, các lực lượng cần phối hợp tốt hơn nữa, nhất là trong công tác phòng chống buôn lậu, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Vừa qua, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện Tân Châu đã có các buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tân Hà, Thạnh Đông, Tân Thành, Suối Dây và thị trấn Tân Châu trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện giữa năm 2023. Cử tri các xã thị trấn của huyện Tân Châu đã có nhiều ý kiến kiến nghị chuyển đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân như ngành chức năng cần có kế hoạch nạo vét các kênh, suối trên địa bàn để tránh ngập úng vào mùa mưa. Công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu thuốc, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân. Tình trạng thiếu giáo viên, bạo lực học đường cũng được cử tri quan tâm. Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo chính quyền địa phương giải trình ngay tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến còn lại, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện đã ghi nhận và sẽ chuyển tới các ngành các cấp có liên quan để xem xét giải quyết và sẽ trả lời cho cử tri trong kỳ tiếp xúc sau. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đường DT794 giai đoạn 2, đoạn từ ngã ba Cà Tum đến cầu Sài Gòn thuộc địa bàn huyện Tân Châu đã chậm tiến độ do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu cho biết, hiện nay còn 6 hộ chưa đồng ý nhận tiền yêu cầu bồi thường về đất với số tiền hơn 220 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập đoàn thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hiện nay đang dự thảo báo cáo và kết luận thanh tra. Về phần nắng tuyến, Ủy ban nhân dân huyện đã có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cho chủ trương về việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường thực hiện theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp, đơn giá chuyển nhượng thành công trên thị trường theo thông tư 36 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, làm cơ sở tổ chức triển khai lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng.
Quý vị khán giả thân mến, bản tin huyện Tân Châu kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.